Cửa hàng Trâm Sen xin kính chào quý đại gia đình ạ. Kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe nha. Nay tiếp tục Sen có một kiện hàng từ Nhật gửi về. Nay Sen mời cả nhà mình cùng Sen tiến hành cắt bọc cùng Sen ha. Đây, đóng giấy nữa đây. Đây lam nha. Cái tin nha cả nhà. Cái lam ít tin nhỏ nhỏ này Sen nghi nghi là không hay không nha. Rồi, bây giờ Sen sẽ tiến hành lấy ra. Rồi, trồng hết rồi nha cả nhà. Đó, đóng giấy báo nè. Ok chưa? Rồi bây giờ thằng chính nè. Rồi, đây là con 020T nha cả nhà. Đây, để xem cắt cho cả nhà mình xem và xem, hy vọng cả nhà mình xem hết video để xem biết tình trạng chi tiết của con máy ha. Đây, ít tin 020T. Rồi mời cả nhà mình xem chi tiết bộ phận bên trong của con máy sau khi vệ sinh. Cả nhà đã thấy trên màn hình ha, và cùng Sen tiến hành cắt bọc con ít tin 020T cục này về ha. Quá, con máy này phải gọi là quá đẹp luôn cả nhà, ốc nè ha. Đó, bên Sen đã vệ sinh cho mình sạch sẽ, còn điện ít tin gin luôn ha, ốc nè. Cả nhà thấy ốc gin của nó nè, quá đẹp luôn không, tuyệt vời, vàng khè luôn ha, mặt tiền mặt trước nè trắng tinh luôn ha. Con máy này còn rất là mới nha cả nhà, dùng rất là ít. Đây, bởi giờ anh nào mà đang cần một con ít tin 020T nha thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp chị Tiếp Sang, lâu lắm rồi mới về được thêm một con nữa nha. Còn con máy này nè, cái anh thợ chiên thì các anh nhìn nó biết ha, con máy nó chạy nhiều chết ha. Đây, nhông sên mà nó chưa có dấu chạm thì các anh biết rồi ha. Và đặc biệt chế bê tông, Sang sẽ quay chế bê tông cho các anh xem nè, ốc nè. Đó, nhìn cho nhông thôi đã, chế bê tông nè. Đó, khói nồng mà chưa đóng luôn nha các anh. Đây, khói nồng nè. Đây ha, chưa đóng, đóng rất là ít, gần như không nha. Bê tông thì văng ngang, tuyệt vời. Đây, văng qua trái bê tông. Đó, tuyệt vời chưa, quá ok ha. Máy này còn chần chờ gì nữa mà không nghe tiếng máy nổ, và liên hệ gặp chị Tiếp Sang số điện thoại trên màn hình nha cả nhà. Rồi bây giờ Sang sẽ mời cả nhà mình cùng Sang tiến hành gáp từng bộ phận chi tiết vô dưới Sang ha. Mời cả nhà cùng gáp. Sang sẽ cùng cả nhà mình tiến hành gáp con ít tin 020T này vô ha. Con máy này nó nhỏ nhưng mà giá thành nó cao lắm nha cả nhà, rất là cao, và được rất là nhiều các anh thợ chiên săn đón và tìm kiếm. Bởi vì cái độ mà ngon, độ mạnh, độ bền của con máy này, con máy này mấy anh gọi là vua dòng tay cục 020T. Con này thì theo Sang được thấy thì đúng, con này đúng là nó chạy đã thiệt, phải gọi là xuất sắc. Bê tông 40 ly, tốc độ ghê gớm. Đó, thị trường rất là hiếm có, mà đồ phụ tùng thì cả nhà cứ yên tâm, Sang có phụ tùng thay thế hỗ trợ cho cả nhà mình ha. Rồi, nó đơn giản gáp gì là xong. Giờ tiến hành mình gá ốc, hai ốc trên và hai ốc dưới. Rồi, đây ốc nè cả nhà, thấy được cái ốc nè, ở bên Sang rửa từng con ốc ha. Với lại con máy này nó đẹp quá nên quá đẹp, phải gọi là ốc nó quá đẹp luôn, nên cả nhà cảm nhận được cái ốc nè, tuyệt vời ha. Rồi, giờ tiến hành gá vô. Rồi, cái dòng này á, nó gáp khá là đặc biệt. Bây giờ tiến hành sẽ gáp cái bô. Đó, gáp mấy cái dòng mà máy của Nhật quen rồi, hoặc là 020 này nó gáp nó sẽ khác với cái thằng mà ít tin 024, 026 này kia. Đó, máy móc nguyên nha, nhỏ gọn mà giá trị cao. Đây, cái bô nè. Các anh mà xài máy nhiều, các anh nhìn cái bô các anh biết rồi ha. Đây, bô nhôm của nó mà còn đẹp tuyệt vời luôn. Đó, sẽ tiến hành ghép cái bô vô. Nó sẽ có miếng gòn nha. Đây là lý do tại sao mà Sen không dặn hai ốc này ha. Tại vì gáp mấy con này thì mấy lần trước thì cũng có kinh nghiệm này, xiết hai ốc này vô là nó sẽ không chèn được vô cái bô. Bây giờ mình gáp cái bô xong mình xiết hai ốc này. Rồi, tiến hành gáp hai ốc bô. Đây, như cả nhà thấy ốc bô nè, đây là ốc bô của nó nè, cả nhà thấy được ha, rất là đẹp, rất là mới ha. Rồi, tiến hành mình gắn vô. Rồi, ok, tiến hành mình bắt ốc. Ok,
Ok, xong. Giờ tiến hành gắp hai ốc đít ha. Cả nhà thấy nó vàng khè ha, đẹp lắm. Nói chung là mấy cái màu ốc này cả nhà nhìn ở ngoài á, nó bằng con mắt thực tế của mình á, nó rất là đẹp. Còn mà qua cái hình ảnh camera hoặc là TV hoặc là cái màn hình của mình á, nó sẽ không có đẹp bằng. Ánh mắt mình là nó quan trọng nhất ha, đẹp. Rồi ok, xong ha. Đó, rồi giờ mình xiết hai ốc này lại. Nãy là mình gá cái này mình xiết. Rồi xong. Xong phần bên đây, giờ tiến hành gắp cái qua lăng mâm lửa. Đây là qua lăng mâm lửa riêng của nó Estin ha. Máy này là nguyên bản nguyên riêng từ Nhật gửi về luôn ha. Đây. Đó. Cả nhà thấy nè, còn rất là mới ha. Tiến hành gắp vô. Quá mới. Và đây là ốc đầu máy. Đây, cái độ vàng của con ốc nè, cả nhà cảm nhận được qua màn hình giúp xem ha. Đây. Đó, rất là đẹp nha. Tiến hành gắp vào. Con này thì giá trị nó cao nha cả nhà. Cho các anh nào mà chưa biết ha. Giá trị nó rất là cao. Còn giá bao nhiêu thì các anh liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang để Sang sẽ báo giá chi tiết ha. Tại vì giá mấy con máy này thì cho các anh nào mà biết sở hữu và biết về con Estin 020 á thì báo giá mấy anh không có bỡ ngỡ. Còn mà các anh mà tưởng nhỏ mà giá nó rẻ, tưởng nó rẻ, nhỏ mà tưởng nó nhỏ nghĩ là nó rẻ là sai lầm. Con này nó mắc tiền hơn con 024, thậm chí mắc tiền hơn con 026 ha. Máy đẹp á nha. Mình nói cái giá thành là giá thành máy đẹp á, chứ không phải mình nói giá thành những con máy mà xấu đâu. Đó, ok đẹp ha. Các anh mà chiên 020T thì mấy anh nói cái giá ra thì mấy anh quá ok. Các anh nào mà thích 020 và nghiên cứu về 020 thì con máy này sang báo giá ra rất là hợp lý cho các anh. Đó. Quá ok ha, mở số máy đây nè. Đó, mở số máy nè. Đấy. 663 ha, 663 đạo ba con số cuối ha. Quá đẹp. Rồi, giờ Sang sẽ tiến hành gắn cổ thung hoặc là mình gắn chụp giật đi. Rồi Sang tiến hành gắp chụp giật vô cho cả nhà mình xem. Ok, giờ Sang sẽ tiến hành gắp chụp giật vô ha. Đây là gin của nó, là chữ Estin đóng trong này nè, gin. Dây giật gin của người ta nè, còn trắng tinh luôn ha, rút dây giật gin luôn nè. Ha. Đây. Anh nào mà đang thấy con máy này thì liên hệ liền ha, nhưng mà khoan để cho các anh xem từng chi tiết hết các anh hãy liên hệ, tránh tình trạng các anh chưa xem được mấy các anh xem mới có nửa đường các anh liên hệ rồi mấy anh hỏi là máy nó còn nguyên zin không. Em ở đây thì em làm thực tế chứng minh ha, chứ em không có nói bằng cái miệng mà dài dòng chi nó mất công đó. Thực tế cái nào zin thì em báo zin, xem video chi tiết mình đừng có gấp, cái nào của mình là nó của mình ha. Ha, các anh cứ yên tâm, có duyên thì mình sẽ tới với nhau thôi. Các anh mà chưa xem hết video, các anh điện em chốt thì em cũng kêu mấy anh xem lại thôi ha. Các anh mua hàng thì cứ từ từ, không gấp. Đây. Ốc, cả nhà thấy đẹp quá ha. Tiến hành bật vô. Bên sao bên Sang làm thì bên cửa hàng thì làm thì ai đã đăng ký cái kênh đã biết ha, từng chi tiết từng bộ phận máy, chứ không phải là chung nói zin ha. Rồi quá đẹp, máy là phải gọi gáp lên rồi rửa vệ sinh lên đẹp cả nhà. Con máy nó ít dùng tuyệt vời ha, trắng tinh. Đó, rồi giờ tiến hành gáp cái thằng tay cầm trên lên và cái cổ thun ha. Giờ tiến hành gáp cổ thun sẽ chi tiết. Tiếp tục này ha. Rồi xong.
Rồi giờ ghép cái phần tay cầm chính lên nữa là xong nha cả nhà. Đây ha, cái phần tay cầm này vô. Rồi ha, giờ tiến hành bắt mấy con ốc vô nha cả nhà. Bắt mấy con ốc thun vô. Nói chung là máy này ốc ác vậy, nó vàng khè cả nhà, đẹp lắm luôn. Nó lấy nét được rồi nè cả nhà thấy nè. Nó vàng khè đẹp, phải gọi là máy này quá đẹp. Dùng rất chi là ít. Anh nào mà đang cần một con 020T, máy gọi là cần một con máy đẹp, máy đỉnh ha, thì liên hệ gặp trực tiếp sở hữu con này. Hiếm có. 020 nó hiếm rồi mà gặp được một con 020T mà đẹp như thế này nó lại càng hiếm thêm nha cả nhà. Đây, tiến hành bắt ốc vô. Bên này nó là xong nha. Này thì sẽ không tô ha, sẽ gáp chi tiết cho cả nhà mình cùng xem luôn ha, cho cả nhà thấy hấp dẫn. Nhớ chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và like cho xem một lượt like, anh đang ủng hộ tinh thần xem ha, có động lực tìm kiếm những con máy mà đẹp xuất sắc để anh đại gia đình mình ha. Quá đẹp. Còn bên đây, ốc bên đây nữa là xong. Tiến hành bắt ốc bên đây. À, hiện tại thì bên đang sen đang có nhiều dòng ít tin nha cả nhà. Ít tin 024, 026, 028, 038 sen có đầy đủ hết để phục vụ cả nhà mình ha. Ai cần con dòng máy gì thì hy vọng liên hệ gặp trực tiếp sen để sen báo giá và sen sẽ cho mình xem máy chi tiết ha. Rồi giờ tạm thời đã xong phần tay cầm, giờ tiến hành gắp cái bình xăng con, gắp cái bên bình xích. Đây sẽ gắp bình xích cho nó xong đi ha. Đây tiến hành gắp vô. Rồi giờ tiến hành bắt ốc. Đây ốc nè cả nhà thấy đó, bình sàn rửa cố gắng rửa sạch nhất có thể để đến tay người tiêu dùng là một con máy hoàn thiện ha, không bụi bẩm gì hết, gần như là giống như mình mua một con máy mới mình dùng vậy. Anh Sang sẽ cố gắng và niềm động lực đó là cả nhà nhớ like cho Sang like nha, cả nhà thấy được cái độ bóng của nó nè. Đẹp quá, like cho Sang like thật là nhiều like. Đó là niềm động lực rất lớn để Sang tìm kiếm những con máy như thế này. Giá trị cao, giá thành thì quá cao luôn. Vì nó là những con máy thuộc dòng máy hệ và máy đẹp, ít sản xuất mà chả ngon bền, độc thiệt chứ. Vậy nó đưa lên cái giá cái nhìn ngán. Đây cả nhà thấy được bình xăng nè, đó vàng ống ánh chiếu ha, đẹp chưa. Đây ít tin nha, ít tin ghiên ha, quá đẹp ha. Bình này Yamaha này thì được sản xuất tại Hồng Kông nha, đó, bình này thì sản xuất tại Hồng Kông nên chất lượng của nó không thua kém gì One Pro ha. Còn mà Yamaha mà sản xuất Trung Quốc China để chữ China chà bá sau này nè, nên đâu có nằm góc bên đây nè, là nó dài sẽ không ngon bằng bình được sản xuất tại Hồng Kông. Cái này thì quan điểm cá nhân của Sang thôi nha, nhưng mà có thể là đối với nhiều anh thì thằng kia thì thằng Hồng Kông với thằng Trung Quốc thì nó như nhau. Rồi quan điểm của Sang thấy nó ngon hơn, nó chạy không thua kém gì One Pro. Cái này thì mỗi người thì mỗi có ý kiến, nhưng mà Sang thấy nó vậy, Sang đã báo nha.
xong ha. Tiến hành gắn ống dây, dây xăng nằm dưới này nè, sẽ gắn vô. Này thì cả nhà cứ đăng ký kênh ha, tại vì nhiều khi cả nhà tới cửa hàng xem á, thì cả nhà chỉ có nhìn được là bề ngoài thôi ha, cả nhà thấy đẹp đẹp vừa mắt mình thì mình mua thôi ha. Bên sang thì làm chi tiết từng bộ phận bên trong của con máy luôn, cho mình đánh giá được nó đẹp bên trong lẫn bên ngoài, tránh tình trạng mà mấy chú mấy bác thường hay nói là tốt mã gã đám đó. Đó, nhìn thấy bề ngoài nhưng mà không biết được bên trong, thì bên sang cố gắng làm bên trong luôn cho mình xem chi tiết ha. Hy vọng video nó có hơi dài dòng, sang không tua nên nó gấp rất là lâu và dài ha, nên hy vọng cả nhà thông cảm. Và nhớ thấy thích thì nhớ like cho sang một like để sang có động lực làm tiếp những video tiếp theo ha. Sang cảm ơn rất là nhiều. Giờ tiến hành mình bắt vô và dàn ốc ganti. Ok ha, giờ sang sẽ tiến hành gắp cái khâu nắp nghe vô. Đó, đây ốc gin của nó nè, rất là đẹp nha cả nhà. Đây, gắp là trong mâm là không dư nha cả nhà, không dư thứ gì ha, nên các anh cứ yên tâm về cái khâu bên em gắp máy ha. Đó, gắp em không có chịu lông đòn đâu nha mấy anh. Rồi còn cái này nữa thì Sang sẽ gắp vô luôn. Và ốc ganti thì Sang cũng đã dặn rồi ha. Đó, tránh tình trạng là nhiều anh thấy không gắp ốc ganti thì bình luận nó ốc mất ốc ganti tội nghiệp nha. Đây, quá ok ha. Rồi còn gì nữa gắp luôn. Đây là chụp e. Và đặc biệt đây là cái nắp e. Đây cả nhà thấy được cái độ bóng đẹp của nó nè. Đó, chiếu luôn ha. Quá xuất sắc. Đó, ít tin. Rồi cái Mugi sẽ gắp vô. Đánh chùi Mugi gắp vô. Và đây là ốc lam. Cả nhà thấy ốc lam nè. Máy quá đẹp luôn không? Và đây là cái ốc lam của nó ha. Ốc lam tuyệt vời ha, chứng tinh. Rồi, giờ xem sẽ tiến hành gắp lam sơn vô. Và mời cả nhà mình cùng nghe tiếng máy nổ của con ít tin 020T này chạy như thế nào ha. Như cả nhà thấy trên màn hình ha, Sang vừa cùng cả nhà mình tiến hành gắp con cái tin 020T này vô ha. Cả nhà thấy quá đẹp luôn cả nhà ha. Nè, cái báo xăng của nó nè, cả nhà thấy còn trong gieo luôn ha. Làm ít tin nè, máy điên gom mà đi ha. Làm chuẩn, làm xích chuẩn theo máy luôn nha. Đây, mạch cắt được 45cm. Ủa, 35cm. Vậy là con máy này là nó tổng chiều dài làm nó tầm khoảng 40 hay 42 nha cả nhà. Đây, ít tin ha, made in gật mà đi, làm nhông nha. Đó, đây cả nhà thấy quá đẹp luôn đúng không, tuyệt vời. Còn chần chờ gì nữa, để Sang tiến hành test máy nổ cho cả nhà mình nghe nha. Dây dừng kia nè, ok chưa, tiếng máy nổ nè, giòn. Tiếng máy này nổ là lụm tiền nha cả nhà. Xích đồ này kia còn hoạt động chân chu hoàn hảo hết ha. Rồi còn chần chờ gì nữa, liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang để sở hữu con ít-tin 020T ngày hôm nay nha. Chỉ có con máy duy nhất ngày hôm nay thôi, quá đẹp. Và 020 này hiện tại thị trường cũng đang hiếm, không có hàng luôn. Sang được may mắn cũng được các anh thương tình ủng hộ ha, nên được một con máy quá xuất sắc. Đó, này thì tùy duyên nha cả nhà, ai có duyên thì sở hữu được em nó, hàng hiếm đẹp. Rồi, Sang cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu xem hết video. Hẹn gặp lại đại gia đình mình trong những clip và video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và like cho Sang một lượt like nha. Sang cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.